xong chưa? Xong rồi. Chào đi. Chào các bạn nha. Chào các bạn 12C1 nha. Bây giờ là 6 giờ, mình vừa mới đến trường. Mình thấy một số bạn ở ngoài cổng trường đi xem mà. Sao trên trường có ai ôi trời ơi. Thật á? Về nhá. Xin chào tất cả các bạn 12C1. Hôm nay năm anh em chúng tôi ngồi đây có một số tâm tư tình cảm muốn gửi đến tất cả các bạn. Và các bạn đã biết điều gì chưa? 3 năm thanh xuân của chúng ta đã trôi qua rồi đấy. Hết rồi. Làm gì đấy em? Em ạ. Tẩy trang anh ạ. Tẩy trang anh ạ. Chụp xong rồi mình tẩy trang đấy anh. Ơ thật á? Anh tưởng các bạn đùa. Không, không đùa anh. Đây bông tẩy trang các thứ xong rồi. Ông đang làm gì đấy em? Em đang thắt lưng thằng này. Người đẹp trai đấy, tay to này mà không tự thắt được à em? Cái này nó kiểu chịu dựa, nó cần kỹ thuật cao của mình không ạ? Gì này? Hai bạn này sao ôm nhau? Mấy thằng lấy đâu gương ngon đấy? Chung được ở dưới chung và bán ra hàng nước. Để giới thiệu các bạn, đây là phòng thay đồ của nữ. Anh em thì đang tụt quần ở đây, còn cô ấy thì vẫn đang lý loay hoay thay đồ ra ngoài. Tớ tên là gì? Tớ tên là Ngọc, mình tên là Ngọc. Chào bạn, chào bạn. Sao em, thích không? Ba! Ui dồi, mọi người thấy chưa? Biến hình rồi anh em ơi. Em Nguyên à? Ừ, bây giờ mình làm gì nhỉ em nhỉ? Bây giờ lớp em ra ngoài chủ tập thể, anh đi cùng anh nhá. Ok. À thì lớp đã sinh hoạt tập thể xong và chúng ta sẽ cùng xe làm. Vui không em? Sao ấy? Chào tất cả mọi người, đây là bằng tốt nghiệp. Nhưng thực ra làm xong đó một cái sổ đỏ. Sổ đỏ này của mẹ tôi cho tôi, nó trị giá có chắc có chục tỷ bọn. Hello các bạn, cho anh đi nhờ nhá. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
công lòng Hà Giang. Chán đấy, sao em? Đang xe. Xe xe hả? Xem thằng nào quẹ trước kia. Chưa ra. Em tí nữa đi ra. Tí to nhỉ? Rồi, đây, anh sẽ tâm hồn anh. Tâm hồn đẹp. Ui dồi, bạn này còn chơi trò móc này kinh thật. Spiderman nữa đúng không? Bắn tơ. Chỉ móc không chả bắn tơ. Tao cũng biết bắn tơ đấy. Đến các em 11 B2 nhá. Các em đừng lên ăn cam đứng nữa, bởi vì bọn anh ra trường rồi, không ai ngắm các em nữa đâu. Cấp 3 thì chính là những điều đẹp nhất của mỗi người, và đặc biệt là mỗi học sinh. Quan trọng hơn nữa là trong 35 người chúng ta. Và chúng ta đã gửi những phần đẹp nhất, trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ vào những năm cấp 3 này. Thời gian thì thấm thoát thoi đưa, chẳng chờ đợi một ai cả. 3 năm cấp 3 ấy thì tưởng dài đằng đẵng, nhưng mà các bạn đã biết gì không? Thực sự ấy, nó chỉ khép lại đến cái ngày tổng kết này. Thật sự thì 3 năm cấp 3 vừa rồi có rất nhiều thăng trầm, buồn có, vui có, những lúc xảy ra mâu thuẫn cũng có. Nhưng mà theo tôi thấy thì những thứ đó không cản nổi sự đoàn kết chúng ta, sự kết chúng ta hơn rất nhiều những lớp khác. Sau mỗi mâu thuẫn hay những vụ việc không đáng có nó xảy ra, chúng ta lại càng hiểu nhau hơn và càng đoàn kết hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo sát chúng tớ trong 3 năm cấp 3 vừa rồi. Tớ chỉ có một điều muốn nói với các cậu là hãy tiến bước về phía trước, hãy theo đuổi ước mơ, đam mê của mình, dù nó là lớn hay nhỏ, hãy thực hiện nó. Khi các cậu đã thực hiện được nó, các cậu sẽ hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Cố lên các cậu nhé. Tớ thật sự rất trân trọng mọi người, nhưng mà nhiều khi là chỉ vì cái sự quá ích kỷ, nên là nhiều lúc tớ đã có những thái độ và hành động hơi quá, và điều đó làm tớ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà vẫn chưa một lần nào đứng trước lớp có thể nói rất to một lời xin lỗi chân thành với các cậu. Thì thông qua cái video này, tôi thật sự rất muốn xin lỗi các cậu. Và cuối cùng thì tôi chỉ muốn nói là tôi cảm ơn các cậu đã mang đến cho chúng ta một tập thể lớp 12C1 đoàn kết. Tiếp theo của đời mình, cố lên nhé. Tớ chỉ mong là sau này nếu có gặp lại, chúng ta vẫn mãi là bạn mọi người nhé. Thì cho nên là tôi chỉ muốn nói rằng hãy trân trọng nhau khi còn có thể, hãy là những người bạn tốt nhất của nhau. C1 ơi, thành công nhá. Yeah!